nick.vn, web mua bán nick tự động số 1 Việt Nam. Ấn vào dấu ba gạch để đăng nhập và lập thẻ. Ok và hello, xin chào tất cả anh em, chào tất cả anh em trở lại với channel của mình. Mình là DB Gaming đây. Yeah. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video, đó là mở skill bar điện tử. Thì như anh em đã biết, mình đã up lên được video trước, mình đã up lên được 149 và mở ra Kamezoko. Thì mình đã có nâng cấp lên cấp 4 rồi. Nhưng mà sau lần này mình có một câu chuyện buồn xảy ra với mình. Mình không ngờ trong quá trình mình up từ 150 lên 1 tỷ năm thì lại xảy ra một biến cố. Thất vọng quá anh em ạ. Mình không biết phải nói với anh em như thế nào, nhưng mà giờ trong lòng mình rất buồn. Thì anh em mình treo mấy hôm nay thì mở skill. Thì mình tính là mình treo lên 149 990 mấy k đấy. Thì cuối cùng lại gặp một trục trặc xảy ra, đó là treo không để ý và đã mở skill. Thất vọng luôn. Thì ok, mình sẽ mở cho anh em xem nhá. Thì không có gì là buồn cả. Thì skill ra rồi, không mở được thì mình sẽ show cho anh em xem. Và coi như là những anh em đã đoán skill 3 của mình là gì thì có thể xem video này xem nó có đúng như anh em đã đoán không. Còn nếu mà sai thì anh em có thể lần sau đoán lại nó chính xác hơn. Thì bây giờ mình sẽ mở nha anh em. Switch. Yeah. Vâng, mình đã mở ra skill Thái Dương Hạ San và mình đã treo thâu đêm và cuối cùng là mở ra không biết luôn. Cũng chả làm được video mở skill cho anh em xem. Hơi tiếc một tí nhưng không sao, skill nó quá là ngon rồi, không còn gì bàn cãi nữa. Kame, Thái Dương Hạ San. Và bây giờ mình sẽ đi nâng skill lên 7, skill 2 nha anh em. Mình sẽ nâng lên 7 và úp tiếp tục úp để thành siêu phẩm. Thì lần này là mình khá là tuyệt vời luôn khi con đệ tử của mình skill 2 là Kame và skill 3 là Thái Dương Hạ San. Nhưng một số anh em nói là skill 3 của nó sẽ là Kaioken, nhưng mà không phải. Cuối cùng nó lại thành Thái Dương Hạ San. Cũng giống như là skill 2 mình mở, nhiều anh em bảo là Antomic hoặc là Masenko. Thì nhưng mà cuối cùng lại ra Kame, đó là điều bất ngờ trong cái video, mấy cái video trước. Thì lần này mình sẽ đi nâng skill đệ tử và chuẩn bị cho sắp tới úp. Thì mình đã tích được một số ngọc bộ bí ngô ngọc rồng và số còn lại này mình sẽ để lại vào gọi để lấy ngọc và lấy bùa x2 để úp đệ tử, và mình mong sao nó sẽ sớm lên thành một siêu phẩm. Nhưng mà không sao, anh em ủng hộ mình là quá tuyệt vời rồi. Mình cũng không cần phải gọi là cao siêu hay VIP gì đâu, nhưng mà mình cứ chơi theo bản năng của mình thôi. Mình chơi được đâu thì mình chơi, và anh em theo dõi mình là tuyệt vời lắm rồi. Và bây giờ mình sẽ đi lên skill nha anh em. Qua đảo Kame. Được rồi, bây giờ qua đảo Kame là một vấn đề lớn đây. Yeah. Thì ở đây mình sẽ lên skill 2 là cấp 7 và để chuẩn bị úp tiếp tục lên siêu phẩm. Thì mình sẽ lên nha anh em, mình sẽ mua. Tuyệt vời luôn. Thì mình sẽ lâng. Ok anh em, sau khi mình đã lâng lên cấp 7 rồi thì bây giờ mình là chuẩn bị đi treo để úp tiếp thôi, chứ bây giờ không còn làm cách nào nữa giờ. Chả còn cái gì ngoài mở sứ cấp 3 thì nó đã lỡ mở ra rồi, chứ mình không có quay được clip cho anh em. Mình dự tính quay nhưng mà cuối cùng nó thành ra thế này, không biết phải làm thế nào nữa. Thôi thì anh em thông cảm cho mình nhá. Và bây giờ mình sẽ đi tiếp tục treo vào úp. Và hẹn anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại trong những video sau. Nếu thấy video hay, để lại cho mình một like, một subscribe. Đồng cũng như là comment ý kiến phía dưới của anh em là trước khi ra skill 3 thì anh em đã đoán con điện tử của mình sẽ ra skill gì, thì hãy comment ý kiến phía dưới. Và ai ngờ nó ra Thái Dương Hạ San đấy, chứ không phải là như anh em nghĩ đâu. Ok, bye bye.